Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, hello, chào mừng trở lại với kênh channel của Sao Này Sao Này. Hello mọi người. Đó thì lại là một video gọi là cực kỳ lâu lắm rồi chưa quay cam mọi người. Nhưng mà hôm nay là một video cực kỳ đặc biệt, đó chính là video thử thách ăn đồ ăn ở trong game. Đó, tại vì sao Sam làm video này? Tại vì Sam cực kỳ uất ức mọi người ơi. Tại vì content này thực sự là Sam với Phong bàn với nhau, là thực sự là mình đã có ý tưởng trước là ok Phong ơi, thử làm gì ta? Tôi định làm video thử thách ăn đồ ăn trong game mà ngày đời. Đó mọi người ơi. Đó thì tôi đã bàn bạc với ông Phong, nhưng mà không ngờ ổng là người đăng video trước Sam mọi người ơi. Trời ơi, thật là không ngờ luôn. Ba video gần đây của Phong như mọi người được thấy thì trên này đây và đây, ba video đều cực kỳ nhiều view mọi người ơi. Trời ơi, mình rất là cay luôn, nên mình quyết định sẽ làm video ngày hôm nay là thử thách ăn đồ ăn ở trong Minecraft và ngoài đời mọi người ơi. Mình mong các bạn sẽ cố gắng giúp Sam lên tắt thành nha mọi người, để gọi là đặt ông Phong xuống mọi người ơi. Thật là không ngờ luôn, không ngờ ông Phong dám làm video trước Sam luôn mọi người ơi. Thực sự content đó là của tôi mà, tôi ra ý tưởng trước mà, đúng không? Đó, nên mong các bạn được quay giúp Sam lên tắt thành thật là cao nha, nhớ nha. Ok, thì Sam định á là vô làng hơi tiêu ăn cắp đồ để ăn luôn, nhưng mà không, Sam sẽ làm y chang ông Phong luôn, để tôi chứng minh được là tôi sẽ chắc chắn sẽ làm hơn ông. Đó, mấy bữa nay ông Phong cận chê Sam mọi người, nói là Sam không thể nào làm content này được. Trời ơi, ông chắc chưa? Tôi làm sẽ gọi là hơn ông cho mà xem. Nếu mà đừng quên giúp Sam lên tắt thân hình nha, tôi chắc chắn tôi sẽ hơn ông Phong. Cảm giác mình đang rất là hăng máu để gọi là để hoàn thành được video này cực kỳ nhanh đó. Tôi cay lắm rồi, ổng ra ba video liên tục luôn mà tôi không có cái nào hết, tôi chưa có thời gian tôi làm tôi đăng mọi người ơi. Cay lắm mọi người, trời ơi cay với sợ cay luôn, quá trời luôn. Nghĩ sao ông Phong còn lên mặt với Sam chứ. Ồ, có xác, trời ơi chưa, tôi nói thật tôi may lắm mà mọi người. Đây bây giờ mình sẽ nung để mình nung kiếm sắt và rìu sắt đó, mọi thứ rất là gì ta thuận tiện luôn. Ok bây giờ mình sẽ từ từ mình tạo. What, trời ơi, mưa cái gì mà tôi mình nói thuận tiện xong luôn á, gì đó không phải như thế chứ, buồn quá à. Và Sam cũng có một thông báo nhỏ nhỏ, đó chính là thì Sapphire đã bán được một sản phẩm áo hoodie của Sammy đó. Cô Tê đang nhiều bạn nào chưa mua đừng quên thủ phận của mình, mình sẽ ghim cái link bán áo này nha tại Sapphire đó. Áo cái mập rất là đáng yêu luôn đó, cực kỳ dễ thương, các bạn đừng quên mua nha. Có xác rồi mọi người, có xác rồi. Đây bây giờ mình sẽ tạo một cái rìu, mình cái rìu quan trọng lắm, vậy là cái kiếm. Cái kiếm cái cúc cần ta, cúc chắc không cần đâu, tại mình nghĩ là mình lấy đồ ăn với thức uống thì không cần đi đào, thì mình sẽ đi lấy đồ ăn là chính mọi người. Ok đã có kiếm rồi, đây rồi bây giờ mình sẽ vô qua trong ngăn nhà cái có gì cho mọi người. Đây kiếm đầy đủ, có gì chúng ta cần, mình cần trang bị gì chúng ta thôi kệ đi, hôm sau tôi có cần gì đâu, tôi vô luôn nè. Đó vô đây luôn, căn nhà này lấy gì ta, lạ dễ sợ luôn mọi người. Đây là cái căn nhà đấy, sao dưới nước ta, từng từ căn nhà này là dưới nước ở trên bờ ấy mà, mình không có chơi Minecraft nhưng mình không biết, mà mình không biết chơi sinh tồn mà chơi Minecraft đó. Để coi, hình như đây là một căn nhà hoang thì phải, để coi có gì không. Có cần gạt nè, có gì hết vậy? Hình như là không có gì hết mọi người ơi. Có gì vậy, có tiếng gì đúng không? Bữa này mình như Sam thấy có tiếng đúng không? Đây là một căn hầm bí mật. Ok xem coi dưới này có gì nha. Mới đầu mà gặp được căn hầm bí mật rồi may mắn nha. Cái gì vậy, gì dưới này có người rồi. Ui sao cái con này, trời ơi nó mạnh gì. Ôi mình đừng có đến. Đừng ôi sắp ghẻo luôn mọi người ơi, trời ơi ghê dữ vậy. Ui từ từ, cái này có gì không ta. Ui có cái rương. Ui con kia sợ quá. Đừng. Ui có cái rương đầu kia mọi người ơi, nhưng mà con này mạnh quá à, làm sao lấy ta. Mình sợ quá à. Từ từ mình lên cái giáp mọi người, mình mặc áo giáp mà mình rung cái mọi người ơi. Ghê quá bọn này, nó ghê quá. Tưởng nó yếu lắm thôi là nó mạnh đấy. Bây giờ mọi người đợi Sam lấy áo giáp nha mọi người. Ui ghê quá trời. A few moments later. Thì cái đống sắt của mình nó chỉ vọng về được một cái mũ thôi mọi người ơi. Cái mũ bảo hiểm nè, bảo vệ tôi. Thôi nhưng không sao mọi người ơi. Có cái mũ còn không đúng không? Chứ nãy con kia nó đấm mình một phát, mình muốn gọi là đi thăng thiên luôn mọi người. Nó ghê quá à. Cái con này nó không bình thường mọi người. Thường thường nha, skeleton nó cầm cung, con này nó dùng tay đấm vào mặt mình luôn mọi người. Nó ghê quá à. Từ khó đây không ta? Có đây không? Hình như không có ai mọi người. Ông trời. Ôi trời ơi đi lẹo mình khó quá. Đi đây. Trời ơi nó mạnh gì. Trời ơi nó mạnh lắm luôn mọi người. Trời ơi sinh tồn mình đúng khổ luôn ơi, gì đây. Công sức của mình đánh chỉ được một miếng dưa hấu và một cái cần câu. Tại sao mà là thịt bò? What? Còn một đống xương nữa là tôi
mày rủ Phong Cận kia rồi. Quên, không, tôi đang giận ông Phong Cận, tôi không thể nào rủ ông Phong Cận này được đó. Ông Phong Cận dám nói tôi là không quay được cái thử thách này, tôi giận luôn đó. Bây giờ mình đã có miếng dưa hấu rồi, ok. Thì tí nữa mình sang được dưa hấu nè, còn bây giờ mình thêm một món nữa mọi người ơi. Mình nghĩ có cần câu thì mình sẽ câu cá. Mà mình thấy hơi khoai cái là mình không ăn được cá, nhưng mà mình cũng phải câu cá. Sao khó khăn vậy trời, tôi bị dưỡng cá mọi người. Nhưng không sao, đây là thử thách mà đúng không, tôi không có sợ gì hết, tôi làm được hết. Rồi bây giờ mình sẽ câu cá nha mọi người. À, câu chỗ nào đẹp đẹp tí cho nó có phong cảnh tí. Đây, mình sẽ câu đồ này cho đẹp. Nói chung là tìm vị trí địa lý, câu cái là dính luôn, chứ tôi không muốn gọi là kéo dài thời gian. À, đây, 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 đó. Con gì con ngất đâu kia kìa. Ủa, dễ thương vậy sao đâu, nhưng mà mình không thể ăn ít được. Mình sẽ ăn cá mọi người ơi. Đó, để xem coi, câu gần con ít này có may mắn không. Mình nghĩ là nhanh á. Ôi, ok, cái kìa. Ôi, các bạn thấy gì không? Con cá kìa. Yeah, có hai món rồi. Trời ơi, chọn chỗ này là quá đẹp luôn. Nhìn cái phong cảnh nó hữu tình chưa? Đã tìm được hai món rồi nha. Đây, rồi bây giờ mình sẽ đi gọi là nướng cá nha mọi người. May suýt quê luôn mọi người, định ăn cá sống luôn á. Trời ơi, tôi ăn cá chín còn chưa được ăn cá sống, chắc tôi chết luôn mọi người. Đây coi. Đó, ok. Rồi thì chúng ta đã có hai món, đó chính là món dưa hấu và món cá. Trời ơi, không biết ăn được món cá hay không, tại vì là sao không ăn được cá, nhưng mà tại vì là thử thách nên mình phải bắt buộc phải làm thôi. Thì Sam đã có cho mình hai món, đó chính là cá nướng và món dưa hấu cho mọi người. Đó, để xem quay đồ ăn trong game và đồ ăn ngoài đời khác nhau như thế nào, đừng quên xem hết nha. Let's go. Ok mọi người ơi, thì món đầu tiên đó chính là dưa hấu và cá cá nướng mọi người ơi. Ghê sợ quá, nhưng mà phải cố mọi người, vì thử thách này, vì gọi là Phong Cực đã khinh mình phải chiến thắng thử thách này mọi người ơi, cố lên. Đó thì mình sẽ đánh giá bằng những cái trái tim, mình sẽ để bên này đi. Đó, trái tim đó, trên trái tim đầu đó, món nào ngon thì mình sẽ để full 10 trái tim đó, món nào dở mình sẽ để 8, 7, 6 đâu, ok. Thì đây, mình là mình có tâm ăn Phong Cực mọi người. Phong Cực chỉ là gì ta, cắt quả dưa hấu ra xong múc muỗng ngang đúng không, trời ơi không hề thực tế đúng không. Đó, quả dưa hấu ở trong Minecraft là như thế nào, nó phải tam giác như này, là nó phải tam giác, phải cảm ơn như này mọi người. Tam giác là tắc giang mọi người, nó phải di trang này, chứ không Phong Cực cắt ra nó không có tâm đó. Sao là có tâm là đây, miếng dưa hấu y chang, rồi đây là miếng dưa hấu mình cắt, là miếng dưa hấu ở trong Minecraft nè, nó y chang luôn, thấy không? Đó, quá trời y chang luôn đó. Còn đây là bên này cá thì mình nướng hai con cá luôn mọi người. Mình có hai con, mua hai con luôn đây. Nó cũng easy, ui nó cũng easy luôn mọi người đó. Mình cũng nướng luôn đó, nhưng mà tiếc nó không phải màu đỏ mọi người đó. Nhưng không sao, thì món đầu tiên mình ăn chắc chắn nó chỉ là dưa hấu mọi người, không thể là con cá hay được. Mình rất là sợ con cá luôn á đó. Đây dưa hấu nha, rất đẹp luôn, ăn thử qua. Một con người thích dưa hấu như Sam chắc chắn phải rất là thấy ngon đó. Sam thì nó nhỏ không biết là Phong cực kỳ ghét dưa hấu, ghét lắm luôn á. Cái thử thách lần trước ổng ăn dưa hấu ổng khen ngon chứ ổng nói giả mọi người, nói sao đó mọi người. Ổng mà đưa dưa hấu chứ mà ổng cũng thấy ghê luôn mọi người, ổng nói sao đó. Chỉ có tôi thích ăn dưa hấu thôi. Trời ơi. Nhưng tôi sẽ bóc ông Phong cực như này luôn, không quan tâm. Đó. Dưa hấu, dưa hấu. Gì vậy? Ông ăn dưa hấu đâu? Trời ơi, ông sao sao? Ủa cái clip là ông ăn gì nữa đây? Tôi ăn mà, tôi review mà. Mọi người không quá đáng rồi, nó lý do nên cho Sam lên top thịnh hành, đạp động không được mọi người. Đó, thì món dầu này Sam chấm sẽ là 9 trái tim mọi người ơi. Đó, ông ăn cái vỏ luôn đi, ông ăn cái vỏ luôn đi. Mệt quá à. Ok, thì món này Sam sẽ chấm gọi là 9 trái tim trên 10 trái. Còn món tiếp theo chỉ là món cá. Trời ơi, tôi không biết ăn cá mọi người ơi. Còn bị dị ứng nữa chứ. Đây, đây là món cá. Sao bị dị ứng cá nên là chắc chắn món này sẽ... có nên ăn không ta? Không tim. Không tim trên 10 tim. Ok, món tiếp theo. Em đi chơi thuyền trên ao cầm viên và không tìm thấy một cái làng nào hết mọi người ơi, khổ quá. Sao tôi khổ hôm nay, sao hôm nay là Sam thấy cái gì Sam quay nó cũng khổ mọi người. Lúc đầu quay thì mưa, bây giờ tìm cái làng không tìm ra cái làng đó mọi người ơi. Bây giờ thèm thịt bò cũng có. Có thịt bò nha, có thịt bò nha. Trời ơi, có mấy con bò nữa, tôi cũng có mấy con bò coi. Trời ơi, mấy con bò sao đi đâu mà lâu vậy. Trời ơi, biết chị tìm mấy cân lâu lắm không? Ủa quá trời đất luôn rồi, đang bầu con bò đây đây.
thèm thịt bò lắm mọi người ơi, quá trời thịt bò luôn. Ủa sao tôi thấy bò đây? Ủa gì vậy? Làm tiếng cá. Ủa sao có làm tiếng cá ở đây vậy? Từ từ xem quay. Ui lầu tiên sao thấy làm tiếng cá ở đây? Trong Minecraft luôn nha. Từ từ xem quay xem quay. Trời trời. Hôm nay là vừa đi ăn mà còn vừa đi gọi là vừa đi tham quan gọi là thế giới mọi người. Để coi coi. Ôi. Ui gì vậy? Ui gì vậy? Ui gì vậy? Ai? Con tiếng cá nó đang bắt cóc tôi. Sắp ra. Ghê quá. Ghê biết ra tất cả. Ôi, nó bắt cóc tôi đi mọi người ơi. Ôi, trời ơi, cứu người. Đồ đâu mấy con cá. Mấy con cá. Ra, ra, ôi. Á, trời ơi. Mất hết tất cả luôn mọi người ơi. Bởi xe bên đặt tất cả. Nó hát tôi mà nó bắt tôi luôn. Trời ơi, rồi mất mấy thịt bò rồi. Khổ quá. Mệt quá, thì buổi chiều không có cái làng nào hết mọi người ơi. Không có một cái làng nào luôn. Sau khi hai con gọi là mấy con quỷ người cá nó bắt Sam rồi, nó làm gì nó mất hết đâu là tìm không ra làng luôn mọi người ơi. Làng làng ơi. Kìa không có mấy con hà mã nó cắn mà luôn. Ôi làng kìa mọi người. Làng thấy trộm lúa bò trời ơi, lúa mọi người ơi, rồi có bánh mì ăn rồi. Trời ơi, sức sống lại quay trở lại rồi. Tôi mới cần ăn bây giờ. Tôi đói lắm rồi mọi người ơi, khổ quá. Bây giờ hôm nay là video hôm nay Sam thực sự là không hiểu sao, nhưng mà hôm nay là cái cuộc hành trình của Sam rất là cực khổ. Nó không biết là do sinh tồn của mình hay không, nhưng mà thực sự hồi trừ là Sam thấy khổ quá trời luôn, không có cái gì gọi là thoải mái luôn á. Lúc mà quay sinh tồn, quay với Phong Cận nha, mọi thứ nó rất là gọi là, ủa sao tạo này chi vậy, gì vậy? Nói chung là lúc mà quay với Phong Cận nha là Sam kiểu là gì ta, mọi thứ nó rất là êm, nó mượt từ đầu đến cuối không, nó rất là êm chu luôn, nó không có cái gì xảy ra, mọi chả có gì xảy ra luôn á. Thật sự giống kiểu Phong tới gặp làng các kiểu quá trời làng luôn. Bò này đây, thử thật đây. Trời ơi, có thịt rồi. Ủa thật đâu? Ở đây đây đây, thật đây. Đừng nó cho miếng da nó khột. Đây có thịt rồi. Yeah. Rồi bây giờ đi nướng đồ ăn rồi mọi người, đi ăn thôi. Tôi đói rồi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà Sam với một điều, Sam sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi nói bỏ cuộc thì thôi chứ sao không bao giờ bỏ cuộc đâu. Không bao giờ thua ông Phong Cận đâu. Đây, đó. Chan. Có ổ bánh mì ăn rồi nha. Đây ổ bánh mì nha. Còn bây giờ mình sẽ đi nướng cái thịt bò mọi người ơi. Đó. Đây bây giờ mình sẽ hình như trong làng thôi, theo mình biết là có cái lò mọi người. Đó, nhưng làng cũng có cái lò đúng không? Mà cái làng này hơi lạ, làng màu cam mọi người ơi. Thường làng thì mình thấy là màu nâu hay là màu gỗ á. Còn đây là một cái gỗ cam mọi người. Có cái lò không? Có lò không vậy? Đừng bắt tôi chẻ lò nha, hơi mệt nha. Nhưng mà không sao, chắc chẻ lò cũng không lâu đâu. Thôi bây giờ phải đi mai đá nè mọi người, khổ quá. Nhưng mà không sao, đã có đồ ăn rồi, có đồ ăn là mừng lắm rồi. Thôi đi mai thôi chứ sao giờ. 1 hour later. Rồi, bây giờ nấu miếng thịt bò lên rồi. Cháy chưa, cháy nhanh lên. Tôi quá khổ rồi. Yeah, là sao đã hoàn thành được hai món đồ ăn đó chính là gì ta? Cái này là bánh mì và thịt bò. Đó, tuy hơi gian nan mọi người ơi, nó rất là gian nan luôn. Mất sạch đồ tại vì chỉ nghe người cá hát thôi mọi người. Đây đó, món yêu thích của Sam đó chính là thịt bò. Đó, có bạn nào thích thịt bò giống Sam hay không, đừng quên comment video cho Sam biết nha. Chứ Sam cực kỳ thích thịt bò luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử coi ăn quay thịt bò ở trong gọi là Minecraft và ngoài đời cái nào ngon hơn. Thì mình chắc chắn là thịt bò ở ngoài đời mình sẽ nấu, không bao giờ cháy như Phong Cần nữa. Mình không biết là cái thịt bò của Phong Cần nấu y chang cái nồi dẻ nó khét lẹt luôn, nhưng mà chắc chắn mình sẽ biết nấu hơn. Ok, let's go. Món tiếp theo của chúng ta đó chính là thịt bò và ổ mì. Trời ơi trời, bánh mì mọi người, bánh mì đó. Tìm cái món ăn này là tôi muốn về luôn, tôi quá mệt mỏi rồi. Hơi bỏ qua, bây giờ mình sẽ tiếp theo nha, mình sẽ ăn thôi. Đây, thịt bò của Sam nè, làm được thấy không? Đó, thấy không? Nó ngon như thế này nè, thôi nó y chang màu đây. Đây là miếng thịt bò mình làm, và miếng thịt bò y chang ở trong game nha mọi người. Trời ơi, nó y chang y xì luôn nè. Nó không khác cái gì đó, cái màu sắc, cái màu độ bóng nè, độ bóng đó nè, đó rất là ngon luôn. Tôi nấu nó đẹp như thế này, mong không cần nấu như cái đồ dẻ mọi người. Chẳng sợ đây. Còn món tiếp theo chính là món bánh mì. Thì bánh mì người ta là một khúc cận gan này, còn bánh mì mình nói này nè mọi người. Tại vì hết bánh mì ngắn rồi, bây giờ mình mua bánh mì dài thôi mọi người đó. Nghe cho mấy bạn cứ nghĩ là mình làm một bánh mì, nhưng mà mình vô tình mình đặt ba ổ bánh mì nó gần nhau cái bàn chế tạo, xong nó thành ổ bánh mì dài mọi người, nó kiểu vậy đó. Nói chung là vậy đó, nói chung là một tên là bánh mì đúng không, nó chỉ có hình dạng hơi dài tí thôi đó mọi người. Ok đó,
Đây, nhìn đẹp này chắc ăn rất là ngon. Tuy nó hơi khô. Bạn ăn thử nha. Mình ăn thịt bò. Ngon quá à. Wow. Nó rất là ngon nha. Nghi chang ngoài đời á. Không ai ăn được miếng thịt bò nữa rồi nè, ăn không? Ngon. Không biết mà ngon. Cái thịt bò này thưởng đáng được 10 trái tim mọi người ơi, 10 trái tim. Món ăn đầu tiên mà được 10 trái tim mọi người ơi. Rất là tuyệt vời. Đó, 10 trái tim nha. Còn tiếp theo sẽ là bánh mì dài này. Nhìn nó hơi nản mọi người. Không biết ngon không? Bánh mì này mấy gan ta tự mình thử nha. 1, 2, 3 gan bằng bao bánh mì mọi người ơi. Ok. Hơi khô mà nó không có được giòn. Cái này mình mua còn để mấy tiếng rồi á. Bánh mì này được xứng đáng là 6 tim đó, 6 tim. Ok, cũng ổn mười nó, nhưng mà mức trung bình mà nó cũng ăn được mọi người, chứ nó không ngon. 6 tim nhá. Ok, món tiếp theo. Ok, tiếp theo thì mình nghĩ mình sẽ kiểm hai món này để kết thúc video mọi người, tại video cũng khá là dài rồi. Đó, ok. Thì mình sẽ đi tìm hai món ở trong làng này luôn. Thì mình nghĩ trong làng vẫn còn rất nhiều món lắm mọi người. Mình vẫn chưa xem qua đây, 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 đó. Thì tất nhiên là cà rốt mọi người ơi, đó. Thì cần gì tìm xa đâu, cần gì phải là gì ta, xa tận chân trời gần ngay trước mắt thì mình sẽ ăn cà rốt. Đó, một món rất dễ tìm. Và món tiếp theo đó chính là cái món này Sim khá là thích mọi người ạ. Đó, xem là Sim thích món gì trong cái làng này nha. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn nào đoán táo thì đúng rồi nha. Chúc mừng bạn nha. Thì món mình tiếp theo mình ăn đó chính là táo. Đó, một cái món mà chắc chắn rất dễ tìm luôn. Đó, mình mong nó sẽ dễ tìm. Mấy con này con gì mà trong làng nhiều vậy? Ôi, con gì vậy? Ôi, con gì vậy? Nhưng thằng lằn mà sao nó to vậy? Bây giờ mình sẽ đi tìm táo. Đó, nhưng mà táo rất là dễ tìm đúng không? Đó, mấy cái này mình chỉ cần đập, mình chỉ đập mấy cái lá thôi sẽ ra một cục táo mọi người ơi. Nhưng cái này là do nhân phẩm thôi, tại vì là mình những lúc mình đập rất nhiều cái cây nhưng mà không ra cả táo nè. Có không? Làm ơn đi cho tôi hoàn thành thử thách này, tôi còn gãy phải không? Cần cho tôi mà không hoàn thành thử thách là tôi không có đường nào tôi gãy được hết đó mọi người. Đó. Có táo không? Later that night. Đừng có dân đi nào ra cẳng tớ nha, cho tớ rồi là làm xong nhiều rồi cho mình không. Nhẹ nuôi. Đừng. Cho hoàn thành nhiệm vụ đi rồi xuống yên yêu hả? Biết leo đúng không? Cho hoàn thành cái nhiệm vụ rồi xong rồi cắn gì cắn. Đừng nha, không chơi. Không. Cuối cùng thì Sam cũng tìm được quả táo sau gần mấy tiếng đồng hồ phá tàn hoang dại cái rừng không còn cái gì hết mọi người. Cuối cùng cũng tìm thấy quả táo và quả tìm vẫn được duy nhất một quả táo, không dư không thiếu một quả nào mọi người. Những cái rừng nè, cái rừng này coi nè, cứ tìm toàn lầy tay giống mầm cây chứ không tìm được một quả táo. Đây là quả táo duy nhất mà ta Sam tìm trong cái đống rừng này. Ôi trời ơi mệt quá. Không sao, nhưng mình cuối cùng tôi cũng hoàn thành được thử thách rồi mọi người ơi. Yes. Thôi bây giờ không cần nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng vào quay xem quay đồ ăn táo và cà rốt ở trong Minecraft và ở ngoài đời như thế nào nha mọi người. Ok, let's go. Yo. Và món cuối cùng đó chính là táo và cà rốt. Đây chỉ có muối của mấy bạn nè. Mình chuẩn bị sắp ăn chỉ có muối của bạn đó.
Thì đây là cà rốt mình làm, mình cũng y chang luôn đây. Đây là hình của cà rốt ở trong Minecraft, và đây là ngoài đời. Đó, mình cũng lựa quả rất là giống nhau luôn. Đó, quả táo mình cũng vậy. Đó, đây, quả tuy là quả này nó hơi thẫm màu nhá, không. Thật sự là mình vào trong cái tiệm tạp hóa mình đi tìm không có quả nào màu đỏ đấy, có đồ quả màu gì đó. Màu nó hơi gì ta, hơi tối màu đến kiểu màu đỏ đất á. Màu đỏ đỏ sẫm á mọi người, không có nào mà tươi đỏ 100% mọi người, không thể tìm được luôn. Đó. Ở cà rốt thì tìm giống được nhưng mà táo không tìm được. Ok. Thì đây là món cuối cùng rồi. Mình sẽ ăn cái món dĩ nhất lên táo. Ok. Đây. Cái táo nó đầy đủ màu nha, trái mình chọn hơi nhiều màu nha mọi người, mình thấy trái này đẹp nên mình lựa luôn. Ok, ăn thử nha. Ngon không? Tôi lựa trái rất ngon luôn mọi người. Cái táo thì xin rất thích ăn luôn á mọi người. Cái này nó rất là xốp mềm, có ngọt, có nhập xương xương. Trái này thì mình sẽ chắc chắn sẽ cho nó là, mình cũng thích táo nên mình sẽ cho là 8 đi. Ừ, 8 đi. 8 được. 8 8 tim trên 10 tim. Đó, hãy để trên này nha. Ok. Còn món cuối cùng chính là cà rốt. Trời ơi. Cà rốt ăn sống được mọi người. Nó phải ăn ở trong Minecraft nó sẽ ăn hết luôn, nhưng mình không thể nào ăn hết củ cà rốt này được mọi người. Không thể luôn á. Ăn thử ha. Mình tưởng sẽ chùi vô sạch để mình rửa mình. Nãy rửa cũng sợ chưa sạch đấy mọi người. Mày dây chùi. Thỏ thì nó sẽ thỏ hơn người ta ăn nè. Nó kiểu vậy. Cũng được. Thỏ ăn cũng được. Ông là quái vật hả? Trời ơi, trời cái gì vậy? Con người này rất là khó uống. Nói chung là của rất là ngon nha mọi người. Mình rất thích ăn cà rốt sống. Luộc thì mình thấy rất là dở, không cần có cái tập mà ổng ăn cà rốt là tập mấy nhờ? Không nhờ? Cà rốt là tập mấy nhờ? Tập 2. Luộc ăn rất là dở nhưng mình cực kỳ thích ăn ăn đồ sống này rất là ngon. Cái này mình cho 9 điểm. Khá là thích. Nè ông lấy này, lấy luôn đi nè. Ông lấy hết rồi, đây lấy em. Nè, trong cái chai ông ăn nè. Ôi hết luôn đi. Ôi trời ơi, người gì đâu luôn á trời. Ok mọi người, thì mình nghĩ là video ngang này thôi. Và món ăn cuối cùng đối với mình thì cảm giác của mình là táo vừa rất là ngon và cà rốt ăn rất là lạ. Đó, bây giờ đó là cảm nhận của mình. Còn các bạn thì sao? Đừng quên comment video biết nha. Ok, cảm ơn người đã xem hết clip này. Thì Sam đã hoàn thành xong video thử thách ăn đồ ăn ở trong game và ngoài đời nha mọi người. Đó, thì các bạn đừng quên nha, giúp Sam like thật nhiều, comment thật nhiều và giúp video này lên tắc thịnh hành nha mọi người, để tôi đạp ông Phong Cận đó, để tôi đánh bại ông Phong Cận. Ông Phong Cận chấp thách thức Sammy là sai lầm rồi đó. Ok các bạn đừng quên giúp Sam lên tắc thịnh hành thật là sớm nha, đạp trên đầu Phong Cận luôn đó. Ông Phong Cận ở tắc nào là tôi phải đứng trên đầu ông Phong Cận đó. Mọi người đừng quên giúp Sam nha, thank you mọi người đó. Và nếu các bạn thích series này, muốn Sam làm thêm series về đồ ăn này nữa, đừng quên comment video Sam biết nha. Đó, và chắc chắn Sam là người làm có tâm hơn Phong Cận rất là nhiều rồi đúng không? Đó, các bạn thấy Sam làm hay hơn hay Phong Cận làm hay hơn? Đừng quên comment video Sam biết nha. Phong Cận và Sammy vẫn đang chiến đấu với nhau. Chun. Và điều đặc biệt, Sam muốn gửi lên lời thách thức của Sam đến với mèo Jimmy đó, để xem em gái tôi có thực hiện được gọi là thử thách ăn đoán trong game vào ngoài đời không ta. Không biết em có hoàn thành được không ta. Chà, hơi bị khó đó nha. Ok, thử thách của Sammy là mèo Jimmy hãy thử thách 24 giờ ăn đoán trong game vào ngoài đời trong 24 giờ. Nhớ nha Jimmy, em không làm được là em thua chị đó nha. Ok, thì tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn lại. Bye bye, và đừng quên subscribe mình và tất cả thành viên trong hệ thống mình nha. Ok, bye bye mọi người, clip sau hẹn lại. Bye bye.